Caro và người phụ nữ này đều đang cố tình ép xe, móc túi, trấn lột tài sản của nạn nhân. Thời điểm bị cướp tài sản có khoảng 6 đối tượng đi trên 5 phương tiện xe máy, cố tình bao vây quanh nạn nhân để che mắt người đi đường, thuận tiện ra tay. Và thưa quý vị, tiếp tục chuyện cảnh báo sẽ là một thủ đoạn gian cảnh có lẽ không mới, song vẫn trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người đi đường. Chính là việc cố tình gây mâu thuẫn, đánh nhau để cướp xe. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi để cảnh giác. Cặp đôi này đang lưu thông bằng xe máy trên đường, bất ngờ bị một người đàn ông đi trên phương tiện xe máy khác tạt đầu ép vào lề. Người đàn ông phản ứng khó hiểu khi vô cớ tấn công nam thanh niên áo trắng một cách hung bạo, thậm chí là lớn tiếng chửi mắng. Thế nhưng nam thanh niên hoàn toàn không biết người này là ai và không rõ chuyện gì đang xảy ra. Điều bất ngờ là một lúc sau, người đàn ông này quay lại, ngồi lên chiếc xe của nam thanh niên và đang có ý định nổ máy chạy đi. Nghi ngờ là dàn cảnh cướp, nam thanh niên nhanh chóng chạy đến giữ yên xe lại. May mắn lúc này, một người dân khác đến can thiệp, thế nên sau cùng phi vụ dàn cảnh cướp đã thất bại. Còn đây, một tình huống cần hết sức cảnh giác. Một nam thanh niên đang ngồi trên chiếc xe máy ở dưới hè. Một đối tượng tiếp cận, giả vờ hỏi thăm đường. Sau đó, người này điều khiển xe máy ra ngoài lòng đường và lại yêu cầu nam thanh niên áo trắng bước xuống xe, đến gần để tiếp tục chỉ đường cho mình. Lúc này, từ đằng xa, một đối tượng khác xuất hiện, nhanh chóng thực hiện màn bẻ khóa xe máy nạn nhân. Chúng ta có thể thấy, các đối tượng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Một tên đứng đây để che tầm nhìn của hai người đàn ông bán nước. Còn tên này thì vẫn giả vờ thắc mắc đường đi, đánh lạc hướng nạn nhân. Một tên khác nữa cũng đang vờ hỏi đường một người dân gần đó. Bất ngờ, nam thanh niên áo trắng quay lại vào trong, phát hiện ra sự việc. Thế là tên cướp ngay lập tức leo lên xe của đồng bọn, nhanh chóng tẩu thoát. Tiếp tục chuyện cảnh báo là một tình huống mà các chị em phụ nữ cần đặc biệt lưu ý. Không để hớ hên tài sản khi đang lưu thông bằng xe máy trên đường phố, vì sẽ rất dễ trở thành con mồi cho bọn đạo chích. Điển hình là một vụ việc xảy ra tại một tuyến đường ở Hà Nội. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tại một ngã tư, nhiều người đang đứng chờ đèn đỏ. Rất rõ ràng người đàn ông này đã hai lần cố tình va chạm vào đuôi xe của người phụ nữ áo vàng. Theo quán tính, người phụ nữ quay lại để xem xét tình hình. Lợi dụng lúc đèn xanh bật sáng, các phương tiện xe xung quanh bắt đầu di chuyển. Lúc này xuất hiện một tên đạo chích khác đi xe máy bên hướng phải, đã nhanh tay lấy chiếc túi xách đang treo trên xe của người phụ nữ rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau đó, nạn nhân vẫn băng băng chạy đi, dường như chẳng hay biết điều gì đã xảy ra. Tại một quán ăn vắng khách, ngoài trời đang có mưa, một người đàn ông ngồi trên xe máy, ánh mắt lấm lét quan sát tình hình xung quanh. Người còn lại thì giả vờ vào trong, yêu cầu mua thức ăn. Một lúc sau, nam thanh niên ngồi trên xe máy này lại kêu nhân viên ra ngoài, chỉ lên bảng hiệu để hỏi về món tôm nướng. Lúc này xuất hiện thêm một nhân vật khác, tiến đến chiếc xe máy màu trắng, dùng đoạn bẻ khóa, rồi nhanh chóng điều khiển chiếc xe vừa trộm được rời khỏi hiện trường. Hai tên còn lại cũng tìm cách tẩu thoát. Chiếc xe bị mất thuộc sở hữu của một nhân viên trong quán. Vụ việc được cho là xảy ra tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.